Thùy Linh trân trọng kính chào quý khán giả của hệ thống đài truyền hình Asian World Media và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Kim Tiền Sát Phạt của chúng tôi. Hôm nay ngày 1 tháng 10 năm 2019, Thùy Linh rất hân hạnh được trở lại với chương trình để đem lại cho quý vị những công thức và khái niệm mua bán, trao đổi trên thị trường chứng khoán với mục tiêu làm ra thật nhiều lời. Cùng với Thùy Linh trong ngày hôm nay là anh Nguyễn Thành Vũ, giám đốc điều hành công ty NTV Financial Group. Anh là một investment banker, một underwriter có đường dài kinh nghiệm sát phạt trên thị trường chứng khoán trong hơn 2 thập niên qua với Goldman Sachs. Rồi xin chào anh Vũ. Chào Trish, Thùy Linh, chào quý vị khán giả của đài Asian World Media. Tuần này đã trở lại một cái tam cá nguyệt mới và cũng là một ngày bắt đầu chương trình mới này của chúng tôi và cũng là cái ngày đầu tiên chúng ta bước vào cái tam cá nguyệt mới và hy vọng rằng trong cái tam cá nguyệt này chúng ta sẽ làm ra thật là nhiều tiền, thật là nhiều lời. Tôi nghĩ rằng chúng ta cái khả quan của cái tam cá nguyệt cuối cùng của năm nay là một cái khả quan rất lớn có thể đưa thị trường lên new high và luôn cả những cái stock chúng ta retest lại new high, kính thưa quý vị. Dạ đúng rồi. Thì trước khi bước vào câu hỏi đầu tiên thì cho Thùy Linh sơ lược lại một chút xíu về cái quarter thứ ba của chúng ta, cái tam cá nguyệt thứ ba vừa mới chấm dứt và hôm nay là ngày đầu tiên để mở đầu cho cái tam cá nguyệt thứ tư, tam cá nguyệt cuối cùng của năm. Thì NTLF của công ty NTV Financial Group đã chấm dứt ở cái quarter thứ 3 với cái chỉ tiêu tiền lời là 4.5%. Mặc dù là ít hơn cái quarter thứ nhất và quarter thứ hai, nhưng mà tại vì như quý vị đã theo dõi thì đã thấy là cái quarter thứ 3 thị trường correction rất là mạnh, cổ phiếu lên xuống rất là nhiều, cho nên chúng ta vẫn giữ được, anh Nguyễn Thành Vũ vẫn manage để làm sao cho cái portfolio của NTLF vẫn được đạt tới mức 4.5% là một cách làm một cái rất là cao. Mặc dù là quý vị nếu mà có những đầu tư ở ngoài thị trường thì chắc chắn là quý vị sẽ không có được, Thùy Linh chắc chắn một điều này là quý vị sẽ không có được cái return như vậy. Cho nên những ai mà đã đầu tư với NTV Financial Group, với NTLF là rất là happy với 4.5% của cái quarter thứ 3 vừa rồi. Và bây giờ ngày hôm nay là ngày đầu tiên để mở đầu cho cái quarter thứ 4. Và như anh Vũ mới nói là cái quarter thứ 4 này chúng ta có rất là nhiều cái hy vọng cũng như khả quan là một cái quarter chúng ta hopefully sẽ end cái year này với cái tiền lời thiệt là cao. Vậy thì anh có thể sơ lược một chút xíu về nhận định của anh về cái quarter thứ 4 này. Cảm ơn Thùy Linh. Kính thưa quý vị, trong cái quarter thứ 3 đó, thật sự ra chúng tôi ít có nói nhiều về những gì chúng tôi làm, nhưng mà tại vì chúng tôi moving quá nhiều cái account của chúng tôi phải maneuver. Rất là nhiều brokerage house họ không handle được cái tài khoản của chúng tôi, tại vì tài khoản của mình càng ngày nó càng lớn và họ chỉ giới hạn cái tài khoản lại, và chúng tôi phải tìm những cái institution account đủ để mà handle những cái tài khoản lớn của chúng tôi. Cho nên vì nó di chuyển mà chúng ta mất rất là nhiều ngày. Rất là nhiều quý vị, luôn cả những quý vị mà có những account 50.000 của chúng tôi cũng vậy, quý vị đã phải di chuyển từ E-Trade qua George Schwab và đi ngược lại TD Ameritrade. Những cái di chuyển đó, thưa quý vị, chúng tôi không có thể nào mà đang trade, không có transit được. Ví dụ như mình đang di chuyển từ cái bên brokerage house này qua một cái tài khoản khác thì mình không có dễ dàng để mình trade được. Cho nên quý vị rất là thông cảm, hy vọng là quý vị thông cảm với tôi. Lâu lâu chúng ta phải dọn nhà một lần như vậy. Mặc dầu tôi nghĩ rằng một năm, hy vọng rằng trong năm tới chúng ta sẽ không cần phải move account around để mà làm việc nữa. Tôi rất là comfortable là chúng ta hiện nay đã có set down xong hết tất cả mọi vấn đề về trading đâu ra đó hết. Cho nên cái tam cá nguyệt thứ tư này tôi nghĩ rằng chúng ta có thể beat luôn cả 8.5% của những cái order mà chúng ta mình đã từng hỏi. Vì thế cho nên quý vị cứ an tâm, tại vì trong cái tam cá nguyệt cuối cùng này thị trường nó đã correction rồi, thị trường sẽ trở lại new high và rất là nhiều cái cổ phiếu nó đã correction và nó sẽ chuẩn bị nó retest lại new high, và chúng tôi đã restructure cái portfolio ready for the big gain. Cho nên nếu cho dù cách nào đi chăng nữa mà chúng tôi không thể nào hit được cái target cuối năm thì ít nhiều gì tôi nghĩ rằng cũng có thể hit trên 7.5% cho đến 8.5%, nhưng mà ultimately chúng tôi lúc nào cũng muốn là beat cái 8.5% mỗi quarter, như là quarter thứ nhất và thứ hai. Cho nên quý vị cứ an tâm, tại vì tôi nghĩ rằng cái this quarter những cổ phiếu trong cái hệ thống media, social media nó đã correction rồi, như là Facebook, như là Twitter, như là Snapchat. Tất cả những cái negative news, những cái gì mà tin tức xấu nhất về những công ty này nó đã thảy ra hết rồi, thưa quý vị. Cho nên bây giờ mình chuẩn bị để mà mình recover lại để mà move to the next level. Và tôi trong belief của tôi, Facebook sẽ trở lại retest 200 level new high. Cho nên chúng ta sẽ không có gì để ngần ngại.
thị trường bây giờ đang củng cố và đang chuẩn bị break out. Tôi nghĩ trước khi break out thì nó phải củng cố chút xíu nữa. Mặc dù 27.000 cho đến 27.500 là một cái level mà cao nhất bây giờ, nhưng mà Dow Jones sẽ củng cố lại và đang chuẩn bị để mà break out, cho nên nó phải củng cố khoảng có 10 ngày. Cho nên quý vị cứ an tâm ngồi đó mà đợi, như khi lắm lúc cái patience mình nó run out, mà khi mà bị run out cái patience á thì mình ưa bán hớ lắm. Dạ, cho nên quý vị nào cũng vậy. Tôi có một người khách mới gọi tôi hôm qua, nói tại sao mà mỗi một lần là tôi đợi cổ phiếu nó lên, nó không lên, tôi bán vừa bán xong mới có 20 phút sau nó lên. Cái thưa quý vị, đây là một cái mẫu chuyện nó thường xảy ra, tại vì quý vị cứ hồi hộp. Trade stock không có nghĩa là chúng ta phải theo nó từng ly từng tí. Warren Buffett nói rằng một tuần á, mà quý vị mở cái account ra coi hơn ba lần, có nghĩa là vì chưa biết trading. Tại vì Warren Buffett một tháng chỉ coi account một lần. Warren Buffett nó nói thẳng như vậy. Mỗi một tháng Warren Buffett chỉ vô và coi một lần. Quý vị biết tại sao không? Tại vì cái đó nó mới làm cho mình hiểu được thật sự là thị trường nó đi đâu. Tại vì sao? Tại vì nó có co giãn rồi thì nó phải có đủ 30 ngày cho quý vị để mà nhìn thấy được cái co giãn của thị trường để mà quyết định cái 30 ngày tới. Cho nên đó là những cái vấn đề quan trọng của thị trường chứng khoán. Warren Buffett đã làm điều đó. Cho nên quý vị không cần phải mỗi ngày log in coi account quý vị. Rồi hồi hộp, rồi có nhiều quý vị cũng gọi tôi hỏi tại sao mà mình không chuốt tiền lời đi. Lắm lúc quý vị nghĩ rằng 10%, 20% nó quan trọng, nhưng mà thật sự trong nguyên tắc tôi không có trade trong 10% đó. Chúng tôi trade là phải 100% gain chúng tôi mới take profit, thường thường như vậy, nhất là option. Cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng một cái option trade mình 20.000 nó lên 21, 22.000 thì tôi phải chuốt profit. Tôi không có chuốt profit mà nó ngắn như vậy. Thường thường một cái trade 20.000 trong option nó lên khoảng tới 30-35.000 thì lúc đó tôi mới chuốt profit cho cái trade đó. Cho nên quý vị nhớ điều đó, cũng không có nên mà nhắc tuồn tôi hoài thôi. Dạ. Có nhiều quý vị, rất là nhiều khách của tôi gọi và nhắc tuồn, nhưng mà hy vọng rằng quý vị trải qua dài cái kinh nghiệm với tôi rồi thì tự nhiên quý vị sẽ thấy rằng nó là một cái chuyện bình thường, nó chứ không phải là một cái chuyện gì nó khác nhau. Mình lúc nào cũng bình tĩnh và trade, và rồi thì cuối cùng we are come out là tất cả mọi người đều là profitable. Dạ đúng rồi, cảm ơn anh Vũ. Có rất là nhiều người mới mở account $50,000 với TD Ameritrade và có nhờ bên NTD Financial Group manage, thì họ, tại vì cái đó là new experience cho nên họ mới mở, cho nên ngày nào họ cũng log in vô để coi, và họ có thể gọi cho Thùy Linh cũng như gọi cho anh Vũ thắc mắc là tại sao account lên rồi xuống, hoặc là có tiền rồi mà sao chưa có lãnh tiền ra. Thì những cái câu hỏi đó thì cũng rất, theo Thùy Linh thấy thì nó rất là bình thường đối với những người mới, tham gia, và khi mà họ đã một thời gian rồi, họ quen được với cái cách trade của anh Vũ rồi, cũng như là cách manage cái account đó, thì có thể quý vị nên take cái advice của anh Vũ là đừng có nên coi nhiều quá. Coi cũng được nhưng mà đừng có thắc mắc, tại vì nhiều khi mà quý vị hỏi tới cũng distract cái strategy của anh Vũ cũng như là những công việc của anh làm. Cho nên Thùy Linh cũng có một lời nhắc nhở, friendly reminder, là quý vị không có nên theo dõi sát sao quá, hay là như make comment hoặc là hỏi nhiều quá thì cũng ảnh hưởng. Nhiều khi đáng lẽ là cái account của quý vị còn được nhiều profit hơn nữa, nhưng mà quý vị thắc mắc rồi quý vị request anh Vũ làm theo hướng này hướng kia, thì nhiều lúc nó cũng bị mất đi một phần nào đó productivity. Cho nên quý vị cứ bình tĩnh và cứ đợi anh Vũ, chắc chắn là sẽ có những cái wise decision để mà là maximize được cái profit cho quý vị, cho nên quý vị không có cần phải lo. Thì anh Vũ vừa mới nhắc tới những cái cổ phiếu của social media như Facebook, Twitter, Snapchat, thì social media bây giờ càng ngày càng lớn, thì tất nhiên là Thùy Linh nghĩ là cổ phiếu cũng phải tăng trưởng theo. Cho nên mà anh nói là cái khoa đời thứ tư này, những cái social media, những cái cổ phiếu của social media sẽ tăng mạnh, thì anh có thể tóm tắt một hoặc là cho những nhận định về những cái cổ phiếu này anh. Thưa quý vị, social media đã nắm cái social media, cái social control này của nước Mỹ này đã gần hơn cả một thập niên nay rồi. Đã 10 năm nay là social media, từ Yahoo cho đến Google cho đến Facebook, và trước khi đó Facebook rồi có MySpace vân vân. Nó control cái media của nước Mỹ này, television và luôn cả radio, nó kể như là nằm ngoài sao rồi, back end rồi. Thưa quý vị, cái sức mạnh và cái power của nó đã được hiện hữu cho đến ngày hôm nay. Nó mạnh đến độ mà bây giờ cả một cái quốc gia như nước Mỹ này còn phải hammer
một cái người CEO nhỏ bé khoảng 30 mấy tuổi thôi, thưa quý vị, của Facebook bình thường ngồi đó để mà phải đối diện với cả một cái quốc gia này. Và không phải một quốc gia này không, thưa quý vị, cả một thế giới phải đối diện. Nhưng mà quý vị đừng lo cái điều đó. Facebook vẫn make money. Tại sao make money? Tại vì người ta sẽ để ý càng nhiều hơn. Tại vì những cái social media này đã được đưa đến cái media của TV và đã được confront bởi cả thế giới. Thì làm sao? Thì tất cả những advertisement nó sẽ chạy double. Tôi dám cam đoan với quý vị là next quarter Facebook sẽ outperform và beat luôn cái estimate. Tại sao? Tại vì người ta vô Facebook ta coi nhiều hơn. Tại sao quý vị biết không? Tại vì mình đem Facebook ra, mình hammer, mình đánh Facebook, mình đập Facebook để làm gì? Để cho nó nổi tiếng hơn chứ chả gì cả. có phải không? Rồi thì người ta lại login, người ta coi nhiều hơn, người ta theo dõi nhiều hơn. Thì mỗi một lần mà cái impression của cái Facebook mà nó lên thì là advertisement nó kích nhiều. Cho nên tôi nghĩ rằng tất cả những cái media này cũng nằm trong một cái hệ thống, và cuối cùng rồi cái outcome cuối cùng vẫn là chiến thắng. Và tôi nghĩ Facebook và Twitter sẽ thắng trong tương lai. Snapchat nó sẽ surprise tất cả mọi người, vì Snapchat nó đang ready để mà nó đưa ra những cái product và những sản phẩm parallel với cái consistent với strategy của tương lai. Cho nên quý vị nào mà có những cổ phiếu này, hay là trong portfolio của quý vị mà tôi đang hold những cổ phiếu này, quý vị cứ ngồi đó đợi để chúng tôi làm việc. Tại vì ngoài sau khi mà chúng tôi log in những cái transaction đó rồi, thì ngoài sau chúng tôi đang làm việc với rất là nhiều cái research analyst, chúng tôi làm việc với nhau, những cái institution thì lúc nào cũng nói chuyện với nhau. Và khi mà chúng tôi mua cái stock thì quý vị sẽ thấy nó mua rất là mau, và không thể nào mà có thể một người nào mà catch up được một cách dễ dàng. Cho nên quý vị cứ bình tĩnh để xem cái outcome của Facebook. Tôi nghĩ hôm nay là ngày cuối cùng Facebook đã retest lại $161, và tôi nghĩ rằng từ cái level này Facebook sẽ không bao giờ mà trade dưới $180 nữa. Cho nên quý vị hãy cẩn thận và nhìn thấy, và đừng có quá sốt ruột về vấn đề Facebook và Twitter. Đây là kể như là cái bottom out của nó trong tháng này. Nó đã hit cái low của đầu tháng, và nó sẽ cuối tháng này nó sẽ có cái high của cuối tháng. Và tôi nghĩ cái high của Facebook đây đến cuối tháng sẽ trên 15%, chứ không có dưới 15%. Dạ, cảm ơn anh Vũ. Xin quý vị hãy giữ màn hình của Asian World Media, và chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo của các nhà bảo trợ, và Thùy Linh sẽ và anh Vũ sẽ mang đến cho quý vị những thông tin mà quý vị không thể bỏ qua cho cái quarter thứ tư này của năm. Xin cảm ơn quý vị.